Daniel Bemejo, các diễn viên Marie Agropos, Tyler Turner, Rafi Thompson. Truyền phát Lafayette, hiểu rồi, cảm ơn. Tạm biệt. Cam, quay với Cam không? Em, anh đặt đâu vào y tế thật. Ken, hỏa tốc lên phố trên, được chứ? Sao không? Tôi không sao. Này, quay lại đây. Xin lỗi về chiếc xe đạp của anh. Quay lại đây. Bộ phim Truy Kích. Sách này không? Xin lỗi. Rani, tôi cần chạy nhiều hơn. Ken, tôi rất vui lòng được giúp, nhưng trước hết anh cần một chiếc xe. Có người bạn có thể cho anh mượn không? Này, luôn ngẩng cao đầu nhé. Giờ sao đi, cậu không biết tôi giới thiệu sao? Tôi không có quên, tôi không có tiền. Được rồi, cậu còn gì nữa nào? Hồi nào anh bạn. Nghiêm túc hả? Tôi nghiêm túc đấy. Cái gì đấy? $9 à? Ừ, $9, chắc chắn rồi. Tiền của cậu đi đâu hết rồi? Đưa các anh hết rồi. Cậu đã đến gặp chúng tôi vay tiền phải không Ken? Cậu chấp nhận điều kiện của chúng tôi 1.500 vào ngày đầu tiên mỗi tháng. Mỗi tháng. Tôi biết, tôi xin lỗi. Tôi xin lỗi đã không trả một kỳ hạn, sẽ không có lần nữa. Không, không có đâu. Giờ, làm ơn ký vào chỗ này. Giờ thì tôi nợ tiền nhà. Thì sao? Cậu nghĩ tôi làm việc này cho vui thôi à? Không, đây là công việc của tôi đó Ken. Tôi có sếp cũng như anh có sếp vậy. Giờ ký vào đi, được không? Đây là lần thứ hai anh trễ hạn rồi đấy. Và điều đó khiến chúng ta thế nào? Lo lắng, hiểu không? Rồi, cô đang lo lắng. Vậy cậu nợ chúng tôi $15.000. Và đừng lỡ kỳ hạn nào nữa. Ôi, xin cảm ơn.
Đừng quên đấy, tôi biết rồi. Sao chứ? Em ổn. Sao của anh đâu? Anh trúng độc à? Có vẻ như em là chuyện to hơn, có nên không? Khi nào chúng ta mới được cả một chuyến đi? Xe vẫn còn bị hỏng, anh bảo anh chưa có thời gian sửa nó. Anh vẫn chưa có tiền hay phụ tùng cần thiết. Có lẽ anh cần phải bán nó. Có lẽ. Rồi. Được rồi, em đi được rồi. Cảm ơn rất nhiều Ken. Không sao. Mẹ đã bảo con để cho Ken có không gian riêng mà. Bình tĩnh đi mẹ. Tất cả đều ổn. Bình tĩnh đi. Xin lỗi. Không sao đâu. Mẹ rất ngoan. Này em. Đây. Tôi nói chuyện với chị một chút được không? Tôi sẽ phải chế tiền nhà tháng này một chút. Tôi xin lỗi, tôi sẽ đợi chị ngay khi có được. Tôi biết cậu luôn giữ lời, nhưng tháng này tôi đang khó khăn. Càng sớm càng tốt nhé, Ken. Tôi biết rồi, tôi sẽ kiếm sớm. Cảm ơn chị. Alo, hôm nay cậu có đến làm không vậy? Anh nói gì vậy? Anh không nhớ gì sao? Cậu muốn tôi làm gì với chiếc xe đạp mới của cậu đây? Xe đạp mới nào ạ? Cái mà bạn gái cậu vừa đem tới sáng nay đó.
Này, này, dừng lại. Anh muốn gì? Để nói cảm ơn. Đi chân gì? Ý cô là chân gì? Về cái xe đạp cô đưa cho tôi. Không có gì. Cô có... Cô học trò này ở đâu thế? Sao? Tôi nói gì sai à? Đợi đã, cô tên gì thế? Cô có chạy xe không? Không, xe đạp chỉ là thứ làm mình chậm chân. Thế à? Được thôi. Cô biết đấy, ai cũng có thể nhảy và leo lên thứ này. Tôi rất muốn xem đấy. Được rồi, có ngay. Anh nên nóng vào chiếc xe. Bỏ đi. Tôi là Ken. Nikki. Có muốn cho tôi thấy thứ gì khác không? Sao tôi đến đó được? Rất vui được gặp anh Ken. Anh và ai? Anh làm gì đây vậy? Đây lắm. Anh chỉ trông chừng cho em thôi, Nick. Sao? Anh theo dõi em suốt đi à? Em làm việc một mình sao? Thì sao chứ? Thì em nên cẩn thận. Anh chỉ nói thế thôi. Anh nên tránh xa cô ra. Mình muốn tôi thử đi, thử ngu đi. Tôi chưa từng đến đây. Em tìm thấy đúng ở đâu vậy? Anh ta tìm thấy em. Anh đi theo cô ta hả? Không, không. Chỉ thấy cô ấy ở trong vườn thôi.